Cứ ngỡ là va chạm trên sân, nam thanh niên có pha cầu hôn không thể lãng mạn hơn khiến mọi người phải ghen tị hết nấc. Đang chơi bóng căng thẳng thì bất ngờ cầu thủ hai đội đã có va chạm khi khiến một chàng trai áo trắng nằm ngay trên sân bóng rổ. Tưởng chừng như sau cú va chạm này nặng vì đồng đội của nam thanh niên trông có vẻ hốt hoảng và phải gọi sự trợ giúp từ bên ngoài. Tới khi bạn gái của thanh niên này chạy vào sân thì nó lạ lắm. Chàng trai ấy bật dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra, kèm theo chiếc nhẫn cất trong hộp đã được chuẩn bị sẵn. Lúc này cô gái tỏ ra rất bất ngờ và chạy đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chưa dừng lại ở đó, thêm một bó hoa hồng siêu to, hai người bước vào giữa sân cùng những lời tỏ tình ngọt ngào khiến ai chứng kiến cũng phải đổ gục vì quá dễ thương. Đoạn video sau khi được đăng tải khiến nhiều người không khỏi ghen tị và được mọi người chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Xem được một màn tỏ tình đậm chất ngôn tình, tưởng chừng như chỉ có ở trong phim. Cũng phải dành lời khen cho những người đồng đội tuyệt vời đã phối hợp ăn ý để tạo nên màn tỏ tình lãng mạn này. Nhìn họ hạnh phúc mà mọi người cũng thấy hạnh phúc theo luôn. Còn bạn, bạn nghĩ sao về màn tỏ tình bất ngờ của nam thanh niên trên? Comment ngay cho TB Chan được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TB Chan và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.